Xin lỗi là chắc cái này thì bạn là mình xem. Ở tiết lần này thì xin tụi trong xâm mùi y phố ở cái tiết buồn hồ tiếp bạn là mình tiết lần này. Vô kính thưa quý vị, nên quý vị vào nhà xin cùng tiếp nối với giọng hát của bạn y phố đến từ buồn hồ xin cùng có vui trong buổi trường ngày hôm nay. Sau đó thì chúng ta xin cùng đến với giọng hát của bạn y thách xin cùng chuẩn bị ca khúc của mình. Câu gặp sắp mùi đây y thách cảm ơn mình tiết lần. Xin lỗi là chắc.